Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel đang lên kế hoạch viết hồi ký sau khi chính thức nghỉ hưu từ ngày 8 tháng 12 vừa qua. Theo nguồn tin từ một phụ tá của bà Merkel, cựu Thủ tướng Đức sẽ giải thích các quyết định trọng đại trong sự nghiệp chính trị của mình và nhìn lại hành trình đã đi qua. Cuốn tự truyện sẽ là một dự án hợp tác giữa cựu Thủ tướng Angela Merkel và bà Bowman, từng là tác giả một số bài phát biểu quan trọng nhất của bà Merkel, cũng như tham gia vào quá trình đưa ra những quyết sách chiến lược. Dự án sẽ kéo dài từ 2 đến 3 năm và sẽ không có một sự trợ giúp nào từ các tác giả bên ngoài. Trước khi chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm, bà Merkel được coi là người khá kín tiếng về các kế hoạch tương lai của mình. Khi còn đương nhiệm, bà Merkel luôn có quan điểm rõ ràng là tránh mọi hào quang bên ngoài và thường chỉ xuất hiện trước công chúng và báo chí với tư cách là thủ tướng.